Em có con xe này giới thiệu lên tiếp cho các bác mình xem đây. Đấy, các bác nhìn xem, xe rất là long lanh luôn đúng không ạ? Đấy, form dáng đẹp. Và chiếc xe này của em nó là chiếc xe bản đủ và là số tự động các bác nhá. Các bác lưu ý cho em là bản đủ số tự động đấy ạ. Đấy, chứ không phải là một số những cái xe mà nó là số sàn, nó là taxi, nó là bản thiếu ra đâu. Đấy. Con này của em nó là bản đủ và nó là nhập khẩu số tự động. Thì ngày hôm nay video này em sẽ giới thiệu cho các bác mình xem chi tiết về chiếc xe Kia Morning số tự động của bên em. Đấy. Kia Morning sản xuất năm 2010, số tự động máy 1.0 các bác nhá. Bản FLX đấy ạ. Các bác thấy thì đây là cái đèn của nó. Và các bác nhìn xem là đèn của nó được thiết kế là đèn đen và kết hợp trắng đúng không ạ? Nếu mà bản FLX thì đèn của nó sẽ là đèn đen các bác nhá. Còn nếu mà bản thiếu hay là xe Việt Nam thì đèn nó sẽ đèn trắng. Cũng có một cái bản FLX nữa. Nhưng mà đèn thì đèn đen thật. Thế nhưng mà đèn sau thì lại đèn trắng với lại không có na răng như thế này. Đấy. Đấy, cho nên là các bác mình cũng phân biệt cho em một số những cái. Bây giờ em sẽ quay cho các bác mình xem về chiếc này nhá. Các bác mình cùng đón xem trong vòng hơn chục phút đồng hồ. Đấy, và đủ thì la răng nó sẽ như này này các bác này. Đấy. Rồi có phanh đĩa, có phanh ABS. Rồi đây, các bác nhìn xem tiện đây mình nhìn luôn nhá. Lốp của xe còn khá là dày đúng không? Có sinh nhan nằm ở trên gương này. Và đăng kiểm đây này. Đấy. Đến đâu thì em sẽ giới thiệu và quay cho các bác mình đến đấy luôn. Đấy, kính của xe được bọc dán rồi. Chỗ này được ốp lốp và đây cũng ốp lốp này. Đấy, có vè mương rất đầy đủ này. Đấy, lốp nhá, lốp dày cả bộ cả dàn luôn. Đấy, các bác xem. Đấy, sơn xi của xe thì con thấy là rất là bóng đẹp, thân vỏ căng đều đúng không ạ? Thân vỏ xe rất là căng đều đẹp này. Cam kết cho toàn thể các bác là xe không có lỗi tai nạn đâm đụng, đâm va gì các bác nhá. Và con xe này đấy ạ, keo chỉ của nó là vẫn còn nguyên. Đấy. Keo chỉ còn zin, máy số của xe là vẫn còn zin các bác nhá. Bên ngoài là màu ghi bạc và bên trong là màu đen. Nội thất vẫn là da xịn cao cấp nguyên theo xe các bác nhá. Keo chỉ mép cánh cửa đây, các bác nhìn xem là keo chỉ mép cánh cửa đó vẫn còn này. Đấy, vẫn còn luôn đúng không ạ? Đấy, vẫn còn. Đây nhá. Toàn bộ keo chỉ của xe là không mất phân nào. Đấy, 4 tóc ni cánh cửa xe đồ nhựa rất là đẹp, không bị xước. Đấy, không bị xước răm. Đấy, các bác nhìn xem, không bị xước. Và những cái đồ nhựa của nó các bác nhìn thấy là những cây gai ở nhựa của nó còn đẹp này, không bị mòn này đúng không ạ? Nỉ nguyên zin nhá. Nỉ vách cửa này nỉ nguyên zin. Tất cả tay nắm bám của xe còn đẹp. Đấy, hôm nay em quay trời tối thì nó cũng hơi tất nhiên nó không được sáng lắm bằng ban ngày. Đấy, nhưng mà vẫn nhìn rõ cho thật các bác mình đúng không ạ? Sang của xe được bọc da rồi. Đấy, và ghế đây các bác nhìn xem này, một bộ ghế da của xe còn đẹp nguyên luôn, không có hiện tượng bị làm sao cả, không bị xấu kém gì cả các bác nhá. Móc chốt khóa của xe, 4 móc chốt khóa của xe còn rất là mới. Các bác nhìn xem này, đẹp chưa ạ? Đấy, bù đồng ốp vít đẹp này. Thân vỏ có keo lông cong này, tiện em nói luôn cho bác mình nghe. Đấy. Đây là phần táp lô, em quay táp lô nhá, táp lô đây. Ok chưa ạ? Táp lô đẹp này. Và điều hòa của xe là điều hòa auto các bác nhá. Là điều hòa auto tự động đấy ạ. Đây, chữ auto các bác nhìn xem, auto đấy, chỗ này hiển thị điện tử nhá. Đây bật chìa khóa lên thì chỗ này sẽ hiển thị điện tử này. Có màn hình giải trí kết hợp cam lùi, có sấy ghế. Có sấy sửa ghế đây các bác nhá. Đàm thoại dành tay đây là đèn gầm. Đồ nhựa cửa gió của xe là không gãy vỡ gì. Khóa khiển theo xe các bác nhá. Cần số tự động của xe là cần zích zắc. Nếu mà cần chạy thẳng đấy ạ thì nó là bản thiếu các bác nhá. Bản đủ của em nó là cần zích zắc như thế này. Đấy, đây phanh tay. Vô lăng đẹp. Đấy, vô lăng zin chưa làm lại. Vô lăng đẹp nhá. Có tủ khiên toàn nằm ở giữa vô lăng, logo đẹp này. Đấy. Đây, mặt đồng hồ. Có gương chống chói này. Đấy, trần nỉ nguyên bản theo xe còn ok luôn, không có vấn đề gì là xấu kém cả các bác nhá. Lái nhẹ, phanh ăn số vào nhẹ, nhảy ngọt ngào. Đấy, chỗ này có cái tì tay. Đấy, tí em sẽ di chuyển sang bên kia em quay cho bác mình xem thêm. Đấy, xem thêm nhá. Đây, mép cửa tiếp theo nữa này, các bác nhìn xem mép cửa tiếp theo này. Đấy, keo chỉ mép cánh cửa đây, ok chưa? 4 tấp đi cánh cửa xe còn đẹp đẽ, ok luôn. Các bác nhìn xem, ok luôn. Đấy, ok luôn đúng không ạ? Tất cả 4 cánh đều còn vách nỉ như thế này các bác nhá. Đấy, tay nắm bám của xe nào không có hiện tượng dấu hiệu là nó bị mòn hay bạc hay là kiểu là nó bị xước đúng không ạ? Đây các bác xem này, mép cửa đây, gioăng cửa đây, gioăng khung đây. Đấy, nóc đây các bác nhá. Đấy, đuôi gió các thứ đầy đủ này. Và đèn của sau của xe đấy ạ, đèn sau của xe là đèn đen nhá. Vì nó bản đủ nó là xe nhập FLX cho nên là đèn đằng sau nó đèn đen. Đấy, em giới thiệu rất là nhiều cho các bác mình biết về cái dòng xe nhập khẩu này rồi đúng không ạ? Phía sau có cảm biến lùi nhá. Đây một này, hai mắt cảm biến này. Và cái cản đằng sau đấy, đấy cái cản va đờ sốc của xe nó cũng khác biệt so với lại những con xe bản thiếu.
con này biển 98 các bác nhá, biển 98 à, biển 89 Hưng Yên, biển 89 Hưng Yên, sát cạnh Hải Dương bọn em luôn. Đèn trước đèn sau còn rất mới, rất mới luôn này, các bác nhìn xem này, rất mới luôn. Đấy, lốp dày nhá. Đấy, về không cần phải mua lốp làm gì cả, lốp dày cả bộ rồi. Đấy, kính này. Xe tuy rằng đời không cao nhưng mà chất lượng của xe các bác thấy là đẹp thật đúng không ạ? Phải nói là đẹp thật, con xe đẹp thật. Đây, em mời các bác xem tiếp tục vị trí nữa. Bốn kính điện lên xuống bình thường. Đấy, và gương điện được nằm ở đây luôn, kết hợp ở vị trí này luôn này. Chỗ này có loa này. Đấy, đồ nhựa này các bác nhìn xem này. Đồ nhựa nó đẹp như thế này cơ mà. Đấy, đúng không ạ? Quá ok luôn. Đây. Đây nhá, các bác nhìn xem nhá. Đây cái tem của nó này, và đời này, đời 2010 đây. Đấy, bốc chốt khóa sáng đẹp này. Đây là một con xe chạy ít, dùng ít và rất là giữ gìn, cho nên là chiếc xe mới được như thế này. Xe đi giữ gìn, nhìn chất xe biết đúng không ạ? Nhìn chất xe cái biết ngay là chiếc xe đẹp xấu, chiếc xe giữ gìn hay không. Nhiều bác bảo là em rất hay nghe thấy câu là bác bảo là công nhận là anh chủ này giữ gìn thật. Với lại có nhiều khi là hay nghe thấy câu bảo là công nhận là con xe này bị phá thế. Dạ vâng, rất hay nghe cái câu đấy luôn. Nhưng mà đi phá hay đi giữ gìn thì các bác nhìn trên cái clip này các bác thấy cái chiếc xe là đi ít hay đi nhiều, giữ gìn hay không, đúng không? Đây, các bác xem nhá. Đây, xem cho rõ vào thông là có gì gọi điện cho em để em chốt giá đẹp cho. Sẽ có giá ok nhất cho mình nhá. Các bác yên tâm là đừng vội chê nó đắt nó rẻ gì. Và các bác mình khi thiện chí rồi thì cứ bốc máy gọi điện cho bên em, đừng tiếc gì một cuộc điện thoại 1-2 phút đồng hồ các bác nhá. Đây các bác nhìn xem này, nó đẹp như thế này cơ mà, đẹp như thế này cơ mà, đúng không? Ghế nó như vậy này, ghế như vậy này, ghế đẹp như thế này cơ mà. Đấy, bộ ghế da của xe là còn căng phỏng đều đẹp, căng đét luôn, không có dấu hiệu gì kém xấu cả, đúng không? Sàn của nó là sàn sàn nỉ và được lót thảm trải sàn ở trên rồi, có lót da nữa rồi các bác nhá. Cửa đóng chắc lịch, dòng này tôn vỏ dày bởi vì nó là dòng xe nhập mà, cho nên tôn vỏ rất là dày và chạy thì chắc hơn, khỏe hơn, bốc hơn so với đây ở những cái mẫu xe mà lắp ráp ở trong nước các bác nhá. Đây các bác xem này. Đấy, sơn xi vỏ bé của xe còn ok luôn này. Đấy, ok luôn đúng không ạ? Quá đẹp so với lại chiếc xe mà đời 2010 mà giữ gìn được như này nó không phải là không phải có nhiều trên thị trường đúng không ạ, cực ít luôn. Để các bác nhìn xem từng cái góc cạnh, từng cái chi tiết nhỏ của xe như cái đèn gầm này đúng không ạ, khe mép, tất cả đồ đạc của xe nó đẹp như này cơ mà. Sơn xi bóng này, cặp đèn pha của xe chả khác gì xe mới, chả khác gì xe đời cao chạy nước đúng không ạ. Đẹp đồng đều tổng thể cả xe luôn, cả con luôn, máy số zin keo chỉ zin nữa đó nhá. Hình thức các bác nhìn trên đây thì nói chung là các bác nhìn bằng mắt thôi, còn bác nào mà muốn cho nó chắc chắn thì cứ gọi điện cho bên em đảm bảo cho, để các bác mình trước khi đi cho nó yên tâm đó nhá. Còn trước mắt thì ở trên video clip này thì cứ đảm bảo cho mình trước là xe cam kết không có những cái vấn đề như tai nạn đâm đụng ngập nước. Đấy, máy số nữa, các thứ của xe là ok luôn, không có vấn đề gì cả nhá. Các bác yên tâm sử dụng đối với những con xe bên em bán ra, đặc biệt là con xe này. Tất cả xe bên em bán ra đều có sự đảm bảo cho các mình yên tâm. Những cái các bác không nhìn thấy thì yên tâm nhá. Máy số, gầm sàn, phân vỏ, giấy tờ an ninh pháp lý nữa. Yên tâm vấn đề đó các bác nhá. Đây gầm này, các bác nhìn xem này. Đấy. Bác nào mua con xe này về thì dùng yên tâm luôn. Tầm tuyệt đối luôn. Các bác có thể cho thợ cần đến kiểm tra thoải mái trước khi mình bỏ tiền ra mình mua con xe này nhá. Hoặc là bên em ship xe tận nhà cho bác kiểm tra luôn, ship xe tận nhà cho bác mình kiểm tra luôn các bác nhá. Xe nào cũng thế, ship xe đến tận nơi, các bác cứ cho địa chỉ em mang xe đến nơi cho, mang xe đến tận nơi kiểm tra thoải mái trước khi mua. Mình xem xong mình có quyền mua hay không các bác nhá.
Bây giờ quay máy này. Máy rất sáng đẹp luôn, ra máy của xe luôn. Rất là trắng các bác nhá. Ra máy của xe rất là trắng này, nhìn này. Đấy, ra máy của xe rất là trắng luôn. Khoang máy đẹp, sạch sẽ, bên em đã vệ sinh rồi. Đấy, máy 1.0 4 máy nhá. Con này sử dụng 4 máy 1.0. Xăng thì ăn như người luôn. Xăng ăn như người chỉ tầm khoảng là 4 đến 5 lít trên 100 km thôi. Rất ít xăng đúng không ạ? Như vậy thì đến đây em đã quay xong cho các bác mình xem chiếc xe Kia Morning 2010 bản nhập khẩu FX rồi. Các bác mình đang tìm mua dòng này, mời các bác qua địa chỉ 90.2 Trường Chinh, Tân Bình, thành phố Hải Dương nhá. Bên em đang có 3 con, một con màu xanh, một con màu xanh ngọc này, và một con màu màu xám lông chuột này, và đây một con vi bạc nữa. 3 con cho mình lựa chọn với tầm tiền là hơn 200 triệu một tí một con các bác nhá. Loanh quanh tầm khoảng trên dưới 230 triệu một con. Đấy. Bác nào mà đang tìm mua dòng này cứ đến trực tiếp tại siêu thị ô tô Hải Dương, nhiều xe cho mình lựa chọn luôn, trong đó có i10 mới về nữa này. Đấy, sau đó thì kia con Morning kia nhá, con Morning kia kìa. Đấy, đang để ở kia là có con màu lông chuột đấy, còn nhiều xe khác nữa. Các bác mình mà chưa đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh luôn, chưa theo dõi thì nhấn theo dõi luôn để xem thêm và đồng hành với bên em trong thời gian tiếp theo, trong video tới. Số điện thoại các bác liên hệ và mình lưu vào cho em theo 3 số này là số 093 8586 307 và 0389 000 555 và 0335 838389, 3 số mà bên em đang dùng chính và cũng là 3 số hotline bằng nhau. Zalo bên em dùng theo 3 số đó luôn. Mình hãy kết nối để được xem thêm và biết thêm chi tiết về xe. Đấy. Mọi thắc mắc các bác cứ Zalo, mọi vấn đề các bác cứ Zalo, sang tên đổi biển ship xe chuyển xe, bên em hỗ trợ toàn quốc và hỗ trợ cho các bác mình khi xong rồi thôi, đúng không nhá. Đấy, giá cả có thương lượng, các bác cứ alo bên em để thương lượng giá đẹp các bác nhá. Rồi, video này em đã quay xong, xin tạm dừng và kết thúc. Em chào các bác mình ạ.